Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu du lịch Tam Đảo núi, Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Đảo đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời đây cũng là hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thị trấn Tam Đảo là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Với chủ đề Vui Tết Độc Lập, khu du lịch thị trấn Tam Đảo tổ chức cho du khách thưởng thức và tham gia các hoạt động dân ca, dân vũ, những điệu nhạc sôi động, những lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước, tạo một không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của khu du lịch thị trấn Tam Đảo mở sương. Để phục vụ cho du khách trong kỳ nghỉ lễ, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. Cái hoạt động lễ hội tuyết đã được tổ chức thành thường niên và bắn pháo hoa, đốt pháo hoa để phục vụ cho du khách. Đó là những hoạt động mà thu hút du khách đến với địa phương trong cái kỳ nghỉ năm nay. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Đảo, trong 3 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, khu du lịch Tam Đảo đã đón gần 4 vạn lượt khách đến vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng. Dù lượng khách tăng đột biến, nhưng trong cả 3 ngày này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc cháy nổ hoặc ngộ độc thực phẩm. Về giao thông, tuy có thời điểm ùn ứ nhưng vẫn đảm bảo cho du khách và các phương tiện lưu thông an toàn. Kỳ nghỉ lễ năm nay cũng được nghỉ 4 ngày, cho nên là chúng tôi lựa chọn Tam Đảo vừa không cách xa Hà Nội là bao lâu. Và chúng tôi cũng thường xuyên di chuyển tới đây, cũng hay nghỉ dưỡng ở đây. Chúng tôi thấy là khách sạn rất là đẹp, tinh thần phục vụ của các cái nhân viên ở đây rất là tốt. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay thì thời tiết rất là thuận lợi. Lượng khách năm nay đến với Tam Đảo là đông hơn các năm trước. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cả về mặt nhân sự cũng như là cơ sở vật chất để khi du khách tới đây thì có được những cái ngày nghỉ rất là ấn tượng và vui vẻ. Trong không khí của mùa thu tháng 9, với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đường phố được thị trấn Tam Đảo tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho du khách và tiếp tục góp phần xây dựng thị trấn du lịch Tam Đảo luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2024. Thời gian kiểm tra từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2024. Trong dịp này, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu và các cơ sở kinh doanh, đại lý, cửa hàng có bán các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, kiểm tra về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm tra hàng hóa và hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, nguyên liệu. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thay vì triển khai song song hai chương trình giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2024-2025, cả nước sẽ thực hiện đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả khối lớp. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình mới. Chính vì vậy, cùng với công tác chuẩn bị năm học mới 2024-2025, các trường học trên địa bàn tỉnh cũng sẵn sàng tâm thế triển khai đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông ở tất cả các khối lớp. Sau 4 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được trường Trung học cơ sở Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc linh hoạt triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, trước yêu cầu cao hơn hướng đến chiều sâu chất lượng, đặc biệt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, kế hoạch giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ngay trước thềm năm học mới, trường tổ chức cho học sinh lớp 9 tự trường để nghiên cứu sách giáo khoa và phổ biến các điểm mới, yêu cầu của kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Chúng tôi cũng bố trí đội ngũ giáo viên ưu tiên nhất cho lớp 9, tổ chức cho các thầy cô tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng do cấp trên tổ chức, yêu cầu giáo viên bám vào cái chương trình theo quy định của bộ và sách giáo khoa thì sẽ nghiên cứu cả 3 bộ sách để làm sao đảm bảo đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đặc biệt chú trọng đến đội ngũ giáo viên với các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn dạy lớp 9, lớp 12
là những thầy cô nhiều kinh nghiệm, vững vàng chuyên môn, tâm huyết. Kế hoạch giáo dục được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khoa học và yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, chú trọng đặc biệt đến đổi mới kiểm tra đánh giá, bởi cùng với định dạng cấu trúc đề thi có thay đổi, từ đó giúp học sinh nắm chắc kiến thức, yêu cầu của chương trình là mục tiêu cơ bản các nhà trường hướng đến để bảo đảm chất lượng giáo dục, trước mắt là đáp ứng được yêu cầu của hai kỳ thi đổi mới. Đối với chương trình 2018 thì cái việc rèn luyện cho các em là quan trọng. Vì thế bản thân tôi đã tìm ra, đang nghiên cứu tìm tòi để tìm ra cái cách để hướng dẫn, để giảng giải cho các em làm sao các em hiểu về các chuyên đề để các em có thể vận dụng vào làm bài đối với tất cả các dạng đề. Ngay từ tháng 8, trường Trung học phổ thông Kim Ngọc đã chủ động phối hợp với trường Trung học phổ thông Xuân Hòa, trường Trung học phổ thông Bến Tre, trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng tập huấn theo cụ cho đội ngũ giáo viên cũng như công tác về quản lý, về công tác kiểm tra, đánh giá để xây dựng ma trận cũng như ra câu hỏi thi và tham gia đóng góp vào ngân hàng đề thi của nhà trường. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tạo môi trường học tập và rèn luyện, giúp người học tích lũy được kiến thức phổ thông vững chắc, biết vận dụng có hiệu quả kiến thức vào đời sống, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội. Sự chủ động từ sớm của các cơ sở giáo dục sẽ tạo tiền đề để việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các cấp học và việc tổ chức các kỳ thi đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một năm nay, người dân thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường phải chịu cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm bởi dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 304 đi qua địa bàn thi công y ạch, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và việc giao thương đi lại của người dân. Đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại được trên tuyến đường tỉnh 304, đoạn qua thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Trên mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Sau những trận mưa, nước đọng, hình thành những thùng, vũng, bẫy người đi đường. Thực trạng này ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Con đường này làm đến nay hơn một năm rồi. Dân đây là thị trấn, này nhà em buôn bán nhưng mà đây như nhà em đây mới nhà quanh đây vừa phải góp tiền đổ thêm cái rệ này mới đi được vào nhà anh ạ. Đây có như cái ao với cái chuông này thì buôn bán gì chị cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền thì khắc phục và làm sớm cho người dân con đường để thứ nhất là đi lại, thứ hai để buôn bán. Ổ gà ổ voi là rất nhiều, nó không biết bao nhiêu cái ổ gà ổ voi đấy. Có cái hôm là nó ổ và ổ voi nhiều quá thì ở đây là người ta đổ một cái món đá lên, nhưng mà đổ đá lên là khi nó sâu quá các bánh xe đi vào người ta không đi được, bởi vì nó không có nền đường, cũng phải đổ lên để đến mặt bằng nhưng mà sau đi lại không đi được, nên để đường xá quá bẩn. Đề nghị các cơ quan chức năng là xem có cái biện pháp gì là xây dựng cho thị trấn chúng tôi cho nó nhanh một tí. Chính quyền địa phương cho biết dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 304 đoạn từ cầu Hương thị trấn Thổ Tang đi quốc lộ 2 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Đến nay, dự án đã triển khai được hơn một năm, nhưng việc thi công rất ì ạch, chậm tiến độ. Theo lý giải của chủ đầu tư dự án, do đoạn đường qua thị trấn Thổ Tang có mật độ giao thông cao, nên rất khó khăn trong quá trình thi công. Ngoài ra, do đây là dự án cải tạo nên nhiều hạng mục phải dịch chuyển như đường nước, điện, viễn thông, dẫn tới thi công mất nhiều thời gian. Công an thành phố Vĩnh Yên bắt giữ một nhóm thanh niên gồm 24 đối tượng, trong đó có 11 nam, 13 nữ ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 31 tháng 8 năm 2024, khi Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra hành chính căn nhà số 64 đường Nguyễn Công Trứ, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, thì phát hiện 14 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan và mở rộng điều tra xác định ngôi nhà do Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là người đứng ra thuê địa điểm để cho các đối tượng thuê phòng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở thuê của Nguyễn Văn Tuấn ở phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện thêm 10 đối tượng đang ở trong nhà của Tuấn có liên quan đến ma túy và thu giữ nhiều gói nhỏ nghi là ma túy.
Kết quả xét nghiệm có 12 trên 24 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan.